Lần nào lên Đà Lạt á, tụi mình cũng sẽ có một video nấu ăn ở ngoài trời. Và hôm nay cũng vậy, xin chào các bạn, mình là Nhi. Chào mừng các bạn đến với kênh Ăn Chay cùng Nhi. Và chuyến đi lần này là một kỷ niệm mà mình sẽ rất là nhớ. Bởi vì đến được một cái nơi mà tụi mình đã xem trên hình, hôm nay có dịp mình nhìn ở ngoài đời luôn. Và chuyến đi này tụi mình cũng mang theo rất là nhiều đồ của xưởng sản xuất nè. Bình thường tụi mình sẽ chơi ở chỗ bến phà cây thông cô đơn, còn hôm nay là tụi mình đến cái chỗ ba cây thông, hỏi đường mọi người chứ cũng chưa bao giờ đi luôn. Có một cái đường nhỏ mình quẹo xuống, đường rất là xấu, và khi xuống á, những cái người chỉ đường cũng nói với tụi mình là cái xe có xuống được hay không nha. Bởi vì cái đường như cả nhà xem nè, xấu lắm luôn. Nếu mà đi xe máy thì chắc cả nhà phải đậu rồi mình đi bộ khám phá, còn nếu mà đi xe ô tô thì chắc phải là xe hai cầu hoặc là xe nào mà cả nhà cảm nhận là chắc chắn lắm mới dám đi, bởi vì nó thật sự rất là nguy hiểm. Và khi quẹo vào cái đường này thì nó đã có cái lối đi sẵn rồi. Tuy nhiên thì tụi mình có quẹo tách ngang ra cái con đường này thì sẽ khám phá ra một cái cảnh như cả nhà đang xem đây, rất là đẹp luôn. Có một cái con suối nho nhỏ, khung cảnh này thật là ở ngoài nhìn rất là nên thơ và bình yên. Lúc này là trời mưa lâm râm nữa. Sau đó thì quay trở lại cái con đường chính, có cái lối đi nó sẵn giống như thế này nè. Mình sẽ phải leo dốc rồi xuống dốc rồi đường rất là xấu. Và như Nhi đang quay toàn cảnh nè, khi đến nơi á, nó rất là đẹp. Chỗ này mình nhìn qua phía bên kia là cây thông cô đơn, chỗ mà mọi người hay chụp hình cưới á, sẽ đi phà qua. Hoặc là cũng có, Nhi nghĩ cũng có cái đường qua tới tận bên đó nên tụi mình chưa khám phá xong. Và tụi mình cũng tính nấu ăn ở chỗ này nhưng mà trời mưa cũng không có đem lều, cho nên là quay trở lại cái chỗ mà bến phà cây thông cô đơn. Thì ở chỗ này nó có những cái bãi, có những cái nhà che sẵn như thế này. Rồi tụi mình cũng lấy những cái đồ hay dã ngoại ra. Trong các tập video trước Nhi có quay chỗ này nhiều lần rồi. Cả nhà chỉ cần search Google Maps là bến phà cây thông cô đơn, đến đây thì nó dễ hơn, đường đi cũng dễ nữa. Buổi sáng trước khi đi thì tụi mình có ghé siêu thị để mua nguyên liệu rau củ trước rồi. Và hôm nay thì mua được kim chi chay nữa. Tụi mình sẽ nấu món canh kim chi. Và bữa ăn ngày hôm nay là những cái món cơm nhà nha. Như Nhi và chồng mới đều ăn chay trường hết, cho nên là những chuyến đi xa thường sẽ chuẩn bị đồ ăn đem theo. Như hôm nay là các sản phẩm của xưởng sản xuất luôn, các dòng chà bông chay nè, các loại sườn rim để mà ăn cơm trong biển sấy, rồi có kho quẹt chay với nước chấm muối tắc nữa, nhiều lắm. Trong chuyến đi thì tụi mình cũng dùng dần, nhưng mà bữa ăn ngày hôm nay thì tụi mình chỉ sử dụng 1-2 sản phẩm thôi. Bây giờ điểm qua menu ngày hôm nay của Nhi. Đầu tiên là Nhi có rau củ luộc lát ăn với kho quẹt. Tiếp đến là Nhi có nấm đùi gà chia ra làm hai, một nửa là Nhi xào với lại khổ qua tây nè, còn một nửa lát nữa Nhi sẽ kho. Và với món xào này thì Nhi nêm muối tiêu nè, đi xa Nhi sẽ có hũ muối tiêu. Ngoài chấm trái cây thì chấm món ăn thì mình dùng để nêm gia vị nhiều món cũng rất là tiện và nhanh nữa. Xong món xào, tiếp theo Nhi có nấm mỡ, Nhi sẽ chia ra một nửa là Nhi để kho, còn một nửa là Nhi để nấu canh kim chi. Và Nhi có kho chung với lại nấm đùi gà còn chừa lúc nãy. Rồi rau củ nào cả nhà thích thì thêm, Nhi thêm đậu hũ. Và Nhi thêm một tí xíu nước lọc thôi. Sốt kho là Nhi dùng luôn cái chai kho quẹt chay ở bên xưởng sản xuất. Nhi cũng nhiều video quay về cái sốt kho dùng kho quẹt lắm. Bởi vì cái kho quẹt bên Nhi thì nó cũng đậm đà đó, nên là ngoài chấm rau thì mình dùng sốt kho cũng được, nhưng mà khi kho thì mình thêm xíu nước nữa. Và đến món cuối là canh kim chi, còn bao nhiêu á, rau củ nấm thừa là Nhi cho vừa hết cái nồi canh này luôn. Kim chi cho sau cùng rồi nêm nếm lại cho vừa ăn là được. Nhi quên mất món này chưa là món cuối đâu, còn một món nữa Nhi mua ở trong siêu thị sẵn, đó là salad trộn dầu giấm. Ở Đà Lạt thì salad dầu giấm tuyệt vời luôn, rau rất là tươi. Nhi kết hợp với nước chấm muối tắc để làm cái sốt trộn nè. Và đây chắc là cái video mà trong các chuỗi video quay tại Đà Lạt nấu ăn thì đây là bữa ăn nhiều món nhất luôn. Có món xào này, món luộc, món kho, rồi món salad trộn, món canh. Tuy là nhiều món nhưng mà tụi mình nấu nhanh hơn các bữa trước, do là nguyên liệu lần này là được sơ chế sẵn hết rồi, nấu cũng lẹ lắm. Và chồng mình ăn thì cứ tấm tắc khen là có vợ nấu ăn thiệt là sướng, vợ là nấu ăn ngon nhất. Mỗi lần đói bụng lên là chồng mình sẽ khen mình quá chừng luôn như vậy á. Bởi vậy với cái khung cảnh lãng mạn như thế này, vừa nấu ăn, vừa giỡn, vừa nói chuyện với nhau, đó là một cái kỷ niệm rất là đẹp mà lúc nào tụi mình cũng muốn lưu giữ lại hành trình này qua những thước phim, và hy vọng mãi về sau luôn được như thế.